Đó, nó mới con ghé quán nước, nó mới con mua nước, mới con đi luôn, đi nữa. Chú Cường, chú Cường, sư nhân Cường. Ủa, bữa chủ nhật mình về hả cô ba? Tới chiều chủ nhật thì tới chiều 15 tây đó. Chiều nhật mình về, thì bạn về tới đây hay gì? Sáng nhật mình đi sớm chứ tôi đi ăn vào sớm. Nên sáng mình ăn buffet trong trong khách sạn xong mình đi về. Dạ. Khách sạn thường thường nó mở cửa 6 giờ mình ăn này. Mà để tì cái tao vô nó hy vọng mình ăn kịp á. Ủa, mình đặt tàu 9 giờ phải không?